hai team đáp 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 cho mình luôn. Tưởng ngày nào cũng làm phát. Chịu. Có một thằng có súng rồi nha, súng to lắm đấy. Ôi nó nhặt được đến đây rồi. Nam phơ chúng nó Nam ơi. Rồi xuống nó lốc rồi, nó đang phải chạy. Cả nhà cả cửa. Ủa bên này cũng một lũ này. Cái thằng DB lốc lốc chưa? Ủa có thằng nào vừa đáp này. Rồi bên này một team. Cường bên trái rồi, cường bên trái rồi. Mày bắn đồng đội tao mày. Lính ơi, mày. Ơi. Đồng bot kìa. Bot có rồi, bắn. Xử hai thằng nó luôn này. Bên này như còn một đến ấy ạ. Ồ thôi. Ui, Nam xong rồi. Mình đang định bò xuống mà mình đang thắc mắc bò lối nào. Ui. Mày bắn sao ấy nhỉ? Mấy cả thằng ấy bắn ghê thật. Nó có đáp à? Gì vậy? Hai thằng ấy, cẩn thận. Bây giờ sao chơi? Đã lỡ đi ra rồi. Ơ, cầu nóc rồi kìa. Hello, hello. Đình kiểu đây là... À, Cường còn đặt bật đạn xanh không? Còn mấy viên rồi bạn ơi? Còn 36 viên này. Một thằng nó bị lốc ở trên kia đó. Trong thùng có thằng ấy. Đưa đạn đây mày. Đâu mẹ, đứng ngay đây. Sao bây giờ được mạng ta? Cho Ninh ý đạn xanh đi. Đây. Không phải, là do mình đang đẩy đi team có kia. Xe vào này. Yeah. Còn một tên nữa. Đẩy đeo lên là được. Có hai tên rồi. Nó bơi rồi. Kè cái link. Nó còn. Chưa kiểu luôn à. Ai tên nó cả. Một kiểu. Ai có máu không? Không có luôn. Tao vừa vứt 3 miếng bandit. Đợi đạn team trong kia đẩy sang nha. Ờ thôi ngồi đọc comment được anh em. Ở đây cần. Còn mà quái mình chả ảo đâu. Nó bên ngoài đâu, nó khèo được đấy. Nó khèo, khèo ạ, à, khèo. Ui nó khèo kìa. Trong kho kìa. Máu luôn. Đấy trong kho sức mặt đây Linh ạ. Linh nhìn nó. Hết đạn rồi, còn 29 bên này. 29 viên lại xanh à? Ừ. Đủ chơi. Lâu còn 40 viên này, lâu dư 40 viên. Dư á, ui, ngon đấy. Anh em nhìn được. Bọn này kè chắc lắm mà là. Nộng đáp đi, tổng đáp đi. Nhìn luôn. Ở trong kho hả bạn? Ờ, kho chữa mặt. Ai dư máu nhỉ? Đây, bằng đét này, cuốn bằng đét này. Có 3 cái này, còn bạn đúng 3 cái luôn. Chứ bây giờ Linh đứng ấy, Linh kề giúp. Nó một này. Mình biết ngay hả? Kè, lọc nhìn chưa? Nó bị lốc rồi này. Bây giờ 3 người này lốc. Đang bảo là một người canh đâu. Ui còn hai thằng từ từ đã. Một thằng quay lại cứu ở đẩy đi. Một thằng lùi về cứu ấy, một thằng bị ăn đầu. Thằng lùi về cứu vẫn đang nguyên máu. Tôi lên rồi này, em lên đi. Từ từ. Đây lên đi Cường ơi. Ở bên ngoài. Bắn vào đi. Bom. Ôi. Còn một tên. Đây này. Hello, Kiros lock. Xong rồi. Hey. Hello Kiros, anh cái tên em có đọc quá nhỉ? Linh tìm ở đây. Thôi chắc là không là clear. Out đi. Không, bắn đi. Tiên à, còn 3 cái bạn thôi. Lan ra làm solo squad và. Máu, sắc mấy sắc máu. Không có máu luôn. Không ít đồ lắm. Trong hàng solo squad xong hú nhá. Ok.
có tiếng ở gần. Một con bot. Một con bot thôi. Hello mọi người. Nãy giờ để không để ý lắm. Mình nhặt được Flazia gun này, dư X3 này. Sao anh cắt chọc vậy á? Ôi mình cắt chọc đi cho đẹp cho đỡ gái theo em. Ừ solo squad bán. Đợi team luôn. Ngon. Ờ tính của Linh thì Linh cũng ăn đi Linh. Thôi mọi người ăn đi, mình không thiếu gì cả. Đồ full đồ 3 rồi. Có xe, con bắt đi. Hay quá Lộc ơi. Đi. Cường ăn đi nha. Xiên thằng này. Ăn đi bạn ơi. Từ từ nạ, thằng cứ lượn shopping đi. Kìa, nó đứng nó cứu kìa. Nóc rồi, nóc rồi. Mẹ, nó, Linh nhảy xuống nó còn không biết, một lúc sau nó mới biết là quá muộn rồi. Nó bị bắn. Bị bắn á. Nguy hiểm vậy. Ừ, cái thằng đất khều mình từ lúc mình chạy ấy, nó cầm vé hay sao ấy. Ơi, nó vẫn bắn này, vẫn bắn này. Ừ. Đứng cho nó bắn. Đúng rồi, dưới khu nhà rồi. Ôi, bắn máu này, bắn máu. Enemies ahead. Bắp hơi căng đấy. Thấy chưa? Chưa, nên xe xúc nó luôn. Thấy rồi, để hình cho nó ngó phát nó mà ăn đầu này. Bụp phát bên ốp này. Có công hồi máu. Khác Yến Sương á, Yến Sương ra đi. Ra đi rồi ông giáo à. Ủa? Enemies ahead. Mình đã nghe rồi. Mẹ nó cố gạt rồi, đi cứu đi. Ủa vãi ạ. Trời ạ, sao mình không nghe thấy gì nhở? Hai thằng lận chứ một thằng. Giật hết cả mình ạ. Tưởng thằng ở dưới kia cầm AK bắn headshot Lộc đang hốt. Vãi trưởng. Mẹ. Đây trong đó hai thằng nha. Ok ok. Hai thằng bộ đồ cỏ luôn ạ. Bọn này giàu lắm. Chứ không phải tin tưởng mình đâu. Anh chơi sóng ngón nhưng mà. À mình chơi sóng ngón nhưng mà. Ai có máu, à có nước. Hết sạch rồi. Nước á, đây. Đâu, ai kêu. À đúng nhá, quên mất nhà xác ông kia có mini. Bắn mini. Đó. Mình tưởng là tướng chân đồng đội nó bị lỗi cơ. Mình lại mình thử trách xem. Ôi nhưng mà sao nó ở gần thế mà Định không nghe gì nhỉ? Không nghe luôn. Chắc lúc đấy anh em đang mày nói. Lộc nghe, Lộc nghe kịch một phát nhưng mà Lộc tưởng là tiếng thứ chân của à đội. Kịch một cái thôi thì tưởng nó chạy nhiều. Lộc có rồi nhỉ? Đây. Ở nó trong cái nhà đấy hả? Ừ. Hai thằng. Nó vẫn đang kêu đúng không? Cứu xong rồi đó bạn. Nè vào 7 mình bán mất rồi. À nó vẫn đang trong đấy đúng không? Nó vẫn chưa chạy bo đúng không? Tôi không biết nữa. Không biết nó chạy chưa nhưng chạy rồi ấy. Chắc chạy rồi. Chắc ăn viên ốp hốt lắm rồi. Mồm chạy rồi, chạy đi. Có xe dừng phía sau phải không? Chưa. Đúng rồi, có xe dừng phía sau đấy, có một team cam cầu rồi. Nó bắn lại đúng không? Ê, đừng, nhanh. Ôi kìa, nó ra nó thòm. À đâu, bọn này đang bị bắn. Ờ, đang bị bắn. Trong thùng kìa. Chân này. Dưới còn, trên còn. Lia bên trên. Còn một bên dưới thôi. Còn bên dưới đấy, thằng lóc là thằng bên dưới. Ngay chỗ hòn đá này. Mọi người ăn chưa? Tiếp kêu luôn mà, một team luôn đấy. À thế thì hết rồi, Linh lia hết rồi. Vãi nồi mình chả nhìn thấy cái con què gì. Mình xúc hết. Không thấy gì luôn, mấy ông này vẫn bắn vãi nồi thật. Nó ở dưới ba thằng lâu nhau. Ở dưới à? Ừ. Mình không nhìn thấy cái gì luôn ạ. Không thế nào hóa ra mỗi mình nhìn thấy à? Bỏ xuống dưới nó cứu nhau kìa. Mình xúc được 3 hay 4 mạng á. Mình xúc được con mạng ạ.
Thế đang yên đang lành này thành giàu luôn. Easy hả? Easy, quá easy. Có nước thì bọn này cũng nghèo mà. Đây, đào nhặt hết nước rồi. Nước, nước các thứ. Lọc đâu? Đây. Ủa hết sạch nước rồi hả? Không có một bình nào. Đây, mình có 5 bình này, chia cho Được, 3 bình với 1 mũi kim là tích đủ về. Ok. Skyline thì lúc nào cũng gặp nhỉ. Mọi người biết cái skin trèo được lên đây không? Lên đây này. Đây này, trèo lên cái chảo này. Ôi, report nó thật sự hack, report nó cũng vậy à. Trèo như nào, Linh trèo xem. Ok. Phải nhảy được lên cái này này. Ôi, không được, chưa được. Trèo. Nhưng mà cái này bị trượt xuống nhá, có bò lên được không? Trèo được lên hẳn trên kia luôn. Đu bám, ừ. Có cái... Ui, bọn trước mặt này chết rồi. Hôm bữa có mấy thằng trèo lên bắn mình. Bọn này gãy rồi, bọn này gãy rồi. Ôi, sao mình không báo được vào nhỉ? Hay là phải bên cái thùng xa kìa. Không, không, thùng này, Ninh còn làm clip dậy mà. Nâu không trèo quên mẫu rồi. À đây rồi. À lên nó vầy ốp được cũng được. Nên đây mà càm, càm bọn trong này. Bốn thằng Trung Quốc. Ừ, xe cá mập của mình thì nó không bằng xe này đâu. Xe này nó duy là... Ôi dồi ôi! Nắm được, nắm được. Ôi! Còn chấp tay con xin bố chỉ là bố hách quan tâm tí bố. Không bắn thế ai sống. Không bắn, ok. Đây rồi, Linh lên rồi này. Ui, đứng đây mà cam xuống thì đúng là bá đạo không? Trời ơi, được của nó luôn. Nằm ở đây mà cam mấy cái bọn ở trong cái thùng hàng các thứ lại tiếp biết bắn ở đâu. Chả hiểu tại sao chết cơ. Linh cứ nằm đó đi, ẩn thân chi thuật định của đây. Ô, ô, à ô, mình nhìn nhầm à. Ôi chết rồi, Linh tụt mạng xuống rồi. Anh nhận thấy trích này hay không? Hay vậy. Có like cho bạn, Linh ATM TV nha. Cứ đánh Linh ATM ra ấy mà. Đứng đây cam. Đứng đây cam cả cái quân sự. Khổ thân cái đi Việt Nam. Nó còn nhảy cao, nó còn an tâm vào đầu, nó nhảy đây, cao. Đây mình đang sử dụng bản hack 100 tỷ. Anh em làm chéo lên đây thử xem cam này. Đây, mình hướng dẫn cho anh em một chỗ nữa ở trong cái khu vực này. Có hack có tâm Nam. Chờ mai Nam phải xem clip Lộc gặp thằng hack đấy. Thằng nó mới hack gọi là hack dã man. Hack gì? Nó hack kiểu hack cục xúc luôn, đậu xanh. Đi đâu nó lùa, ta đào đi. Mình hướng dẫn anh em nhảy lên cái nóc nhà này cam. Nó đi quét map. Lù map. Sao Lì biết bên giàn giáo qua Lì, nó ở đâu qua dưới kìa. Đấy, úi số rồi. Nằm đây mà cam thì thôi. Mẹ hả, thằng nào chạy qua đây, bắn vỡ mồm ngay. Còn bốn người, bốn người đây là một team. Đây là team Trung Quốc, đích thực luôn, chứ khỏi team giả hay Việt Nam. Nằm đây là cũng được này. Sao anh em biết? Đây bốn tên là Trung Quốc thì nó chả là team Trung Quốc. Được không? Được anh em, được. Nó phải có nó phải có 3 thằng hoặc là 1 2 thằng Việt Nam thì cái team này là thằng Việt Nam. Lộc không lai à? Lộc lai trên nó no, lai. No, ok ok. Ui, Lộc đi xa thế. Nó ăn thính này. Thì chờ đi Lộc, chờ đi. Ui, tôi chẳng bắt đi Lộc ơi. Tất cả đều có thể giải quyết Lộc ạ. À. Lộc đừng. Tất cả đều giải quyết bằng hòa bình. Đúng. Ui, thằng này chết chắc rồi. Ui, làm sợ rồi. Ui, giời ơi, Việt Nam ơi. Thần bạn quá. Chỗ ấy mấy thằng hả Lộc? Mình Lộc ăn hết. Các bạn đã biết vì sao mà các gamer ra... Ui, được con mẹ. Cái gì đây? Đi Việt Nam em. Enemies ahead. Để cao nó bắt to mà không cầm chết thằng. Ôi trời ơi, thế thì chơi bời gì. Ôi tha đi Việt Nam bọn em đi anh ơi. Ôi mùa em rồi. Thương quá. Cái thằng này là ai cục xúc luôn rồi. Bắn thế này. Thằng ấy bay mũi rồi Lộc ơi. Ai mà đỡ nổi. Cường ơi, Cường đẩy lên cho hòn đá cạnh cái tính. Có hai hòn đá đấy. Trước mặt Cường nó yếu lắm rồi ấy. Vậy nồi một đầu hai người không đốc. Ninh cũng bay nữa. Rồi, đấy, chính xác là nó đấy. Có một thằng thôi à? Ừ. Đâu, ba. Rồi, thấy bạn nó này. Đây. Máu luôn.
người lia. Ôi xong luôn à? Vãi. Ô. Tố cáo luôn. Thế là xong luôn. Tiếp đồ 4 mà. Ừ. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Thôi mình uống đây. Cái game thịt là dễ đó mày. Vãi cũng sạc luôn. Đi vãi hơi sạc và đi tốc độ của gió. Gà. Gà. Gió về mây. Gà. Tặng mấy con gà.